JK Audio nghe chưa đủ thấy xác tin. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube JK Audio ạ. Vâng, JK Audio xin chào anh Quang, anh ở huyện Mê Linh, Hà Nội nhé. Vâng, sau khi anh có xem kênh YouTube và anh có tham khảo và anh có tìm hiểu, đặt cho mình một cái súp B3 bát 40. Vâng, đây là dòng súp điện bát 40 dùng cho gia đình, cực kỳ là chất lượng và cao cấp và uy lực. Vâng, anh Quang nhé. Thì trước tiên em thay mặt công ty JK Audio thì cảm ơn anh Quang đã tin tưởng và ủng hộ đây ạ. Vâng anh Quang ạ, thì trước mặt anh đây là cái súp B3 bát 40 mặt trước mà anh đã chọn lựa. Còn đặc biệt cái dòng này rất là nặng và nhà thiết kế có thiết kế hai cái hai cái đường khuyết để khênh cho chúng ta khênh rất là tiện lợi. Vâng, về đặc trưng của cái súp B3 40 này thì xung quanh được sơn tầm màu đen rất là chắc chắn, nhìn về tổng thể thì rất là lịch lãm. Vâng, nhìn rất là đẹp. Bát 40 đằng trước đây ạ. Vâng, gọi là bát ngang đấy ạ. Vâng, đây là hàng mới bên em, bảo hành cho anh 1 năm sản phẩm. Vâng, đặc biệt là cái súp B3 40 thế hệ mới này nó có một cái lỗ để chúng ta được thiết kế một cái lỗ để chúng ta kê cái chân loa full hoặc là loa nằm ở phía trên rất là tiện. Vâng, em quay ra phía sau anh Quang nhé, đây là bên em đang test trước khi gửi cho anh đây ạ. Vâng, về phía sau thì là hình thức của số điện thì nói chung là cũng khá là giống nhau. Vâng, cũng là tín hiệu kết nối rất là kiểu kết nối bằng rắc AV, kết nối bằng cầu đỏ đen đều ok hết, và có đảo pha và có cắt tần số và có volume to nhỏ. Vâng, thì đặc biệt đây là số B3, mã của nó model là B40 ạ. Và cái dòng này bên em kiểm tra ổn định thì bên em có dán tem công ty JK Audio bảo hành cho anh 1 năm sản phẩm nhá. Vâng, bên em làm rất là cẩn thận, không phải là bên em hàng mới về là bên em cho đi ngay đâu, bên em test rất là kỹ từng ba khách hàng một, anh Quang cũng vậy, làm sao mà sản phẩm đến tay khách hàng được an toàn nhất và đảm bảo nhất. Vâng, chúng ta quay ra phía trước đi ạ. Còn em thử nhạc có trầm không, có trầm đã. Vâng anh Quang nhé, đây là cái trầm của anh đang hoạt động trực tiếp đây ạ. Vâng, em thử tắt nó đi ạ. Vâng, đây là nhạc không có trầm anh nhá, không hề có trầm luôn ạ. Vâng, nghe nó khác hoàn toàn. Vâng, em giờ em hỗ trợ thêm trầm vào để anh phân biệt được cái giải âm nó hay hơn nhá. Đây ạ. Vâng, nghe rất là hay, đủ giải, nghe rất là sâu và ấm. Bài nhạc tự phát nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Vâng, quay ra phía trước đi ạ. Vâng, đặc biệt cái dòng B3 340 này nó được làm cái lỗ, hai lỗ thông hơi phía bên hông đây, bên tay phải, nhìn dòng trước vào đây ạ. Rồi xung quanh đang đánh đây ạ. Rồi nhìn bát 40 rất là khủng khiếp. Vâng, đấy nhà có súp anh nhé. Vâng, đẹp không tì vết luôn ạ. Đây là sản phẩm mới. Vâng anh Quang nhé, hiện tại cái súp B330 của anh hoạt động rất tốt. Vâng Quang nhé, hiện tại cái súp B330 hoạt động của anh rất B340 của anh hoạt động rất là tốt và ổn định. Vâng, sau đây em xin phép bỏ ra cho nhân viên đóng hàng gửi cho anh sớm nhất có thể. Vâng, anh ở gần em có thể ship cho ông đến tận nhà anh được. Anh Quang nhé, anh chờ bên em khoảng tầm đôi tiếng nữa. Tôi không yêu, không yêu, không yêu, không yêu.
Vâng, em test một đoạn nhạc cho anh Quang, nhạc remix rất là hay với cái trầm Super B3 Bass 40. Cái con giúp B330 này rất là nặng anh nhá, rất là nặng. Trước khi vận chuyển đi bên em cũng bọc nó rất là kỹ càng. Vâng, chiều ngang của nó vào 52 cm, sâu nó vào 60, cao nó vào 50. Đây là thông số chiều ngang, chiều rộng và chiều sâu của cái giúp B330 anh Quang đã chọn lựa. Vâng, sau đây xin phép bỏ ra đóng hàng anh Quang nhá. Vâng, hẹn anh Quang vào các clip tiếp theo ạ. Vâng, đây anh Quang nhá. Vâng, anh ở Vĩnh Phúc, đây là cái shop B3 340 mà bên em bọc lót rất cẩn thận đấy ạ. Vâng, đây là địa chỉ thông tin đầy đủ của anh nhá. Vâng, xin chào, điều mong anh nhận được hàng sớm, anh trải nghiệm Super 3 310 uy lực